Alo, hello mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip Awake Event tuần này thì chúng ta có eBet Venture. Anh em hãy đổi những mới đổi giao diện đẹp phết. Mới đổi giao diện, anh em có thể ấn Smart luôn. Smart lần đầu mình gần đến cái mốc này. Đấy, em có thể Smart thoải mái mấy cái lượt đầu đỡ phải đi anh em ạ. Vật phẩm even như vậy thôi, 3.600 là artifact, cờ thì 3.200. Shelter mission là những con tướng này mình rất cần Xiahou, mình cũng đang cần Xiahou luôn. Rất là yêu. Ở đây thì hôm nay chúng ta có mốc 300 nữa, mốc 300 anh em phải chọn thêm. Bình thường thì mốc 200 đã các kiểu các thứ rồi, bây giờ có mốc 300 luôn. Sau contract đặc biệt nha, tuần này sẽ đổi được hai even gộp một. Tức là cả Dark Line và cả hệ thường tổng cộng mình ăn được 700 đá chết. Những cái hòm này thì anh em thấy này, sử dụng cái đai rồi đổi vật phẩm Even sẽ nhận được. Đây, những phần quà anh em có thể thấy ở đây có ba con tướng mới, chưa có con hiện lá đâu. Và đây nữa. Lương 600 khá là ngon. Đấy. Thì đặc biệt ra thì đua top để nhận được, mình không biết cái cách nhận được SSS như nào nhé. Nền tảng gì được SSS đây, chứ còn nền tảng mình đang chơi này thì nó sáng lên này thì chỉ có SSS thôi, SS thôi. Thì cứ Awake thôi, 700 đá không đủ thì mình rã bớt vài con nhé. Rã bớt vài con B trừ đi, 1 2 3 4 5 6. 6 con B trừ được 1.800 đá. Ok. 2.500 đá rồi. Như vậy là chúng ta sẽ đến với công đoạn tiếp theo, đó là Awake. Vesa sẽ đi đầu tiên. 9 con Sia để lại. Azor không cần nữa. Phosit vô sủng rồi. Mình nghĩ thôi, cứ làm tạm mấy con Vesa SSS các kiểu đi. Rồi, ok, bắt đầu thôi. Kéo hơi dài anh em ạ. Bắt đầu Awake nào. Ui, đầu tiên đã nổ xanh rồi. Ui, ba con xanh, ba cục xanh luôn. B. Làm clip uyển quá nhờ. Dã man thật. Một B rồi. Mồi xúc miệng một B đầu tiên. Vàng hay lắm. Mày đã thích những cái màu như thế này nha. Đá thì không thiếu anh em ạ, quan trọng là không có nhiều thôi. Đá thì mình chúa tể của đá, vua cả các loại đá. Ý, màu vàng là thích rồi. Tí nó nổ màu đỏ cho anh em xem này. Con Vesa bây giờ nó vào mảnh thường anh em nhé, nên nhớ con Vesa bây giờ nó dễ kiếm ngang con Queen đấy, ngang con Queen đấy. Và mình chắc là rất là nhiều người đang Awake con Vesa này. Tự nhiên mình bú được một con B khá là thơm. Đấy, cái việc mà anh em đang săn thẻ. Ồ, cầu vồng C cộng. Vào lúc này anh em đang săn thẻ đúng không? Mình biết anh em làm gì. Anh em nên chuẩn bị đá cho mình trước Even, hoặc là anh em mua mấy cái thẻ B trừ ấy để mua bán đá cho dễ, chứ còn đến Even mua là bị cắt cổ, bị giá cắt cổ ngay. Nhưng mà mình vẫn bán giá hữu nghị lắm. Hôm qua mình vừa bán 10.000 đá rate 400 xong. Rất là hữu nghị thôi. Bởi vì đối với mình 10.000 đá mà lệch đi rate thì cũng chỉ hơn mấy chục nghìn thôi. Nó cũng không không đáng bao nhiêu. Khi nào mà bán nó khoảng 50 mấy nghìn, 60 mấy nghìn thì rate nó thay đổi nhiều lắm. Tiền nó thay đổi nhiều lắm. Ui, lại một xanh. À, B cộng. B thôi à? Uyển thật. Mình mới đập có 10 lượt thôi nhanh nhá. Mình đập từ 2.500 lượt, 2.500 đá ấy. Mình đập từ lúc là 2.500 đá em nhớ không? Bây giờ có mới có 1.400 đập 11 lượt rồi. Mới đập 11 lượt thôi mà hai con B đấy. Quá đẳng cấp. Chính ra mình nếu như mà cửa lô mà đập như thế này thì bú đẫm rồi. Khá là đỏ đấy. Lại màu vàng. Rất là đẹp. Như vậy là chúng ta đập được 13 lượt. 13 lượt rồi nha. Rương liên tục của bồm 93 điểm.
mình lại thêm 5 con ve sa nữa, không nói nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ đập tiếp rã thì tí nữa anh em ạ. 93 điểm mà ăn được mốc 300 điểm hơi căng. Mà thủy độn rồi, màu đỏ đi nào, màu xanh chán rồi. Mình mặc áo màu xanh mà. Anh em thấy không? Nó nổ màu xanh là dĩ nhiên rồi. Awake nhanh nhanh, chiều nay còn có cái để đi bốc phét, đi offline anh em ạ. Chiều nay thì đi uống bia nóng mà mình đang ốm, mình đang bị Covid. Mình đã cáo không đi rồi nhưng mà bị sách đi thì vẫn phải đi thôi. Đi đến ngồi chơi. D cộng. Nào cái màu gì nó khác khác chút đi. Azul à? Làm một con chơi vui vui ha. Hết copy rồi. Hết copy thật rồi, hết copy thật rồi. Eloy không, mình thừa một con Eloy. Ừ thôi đập đi một con. Màu xanh, màu xanh luôn rồi. 400 đá nữa, hệ này thì sao? Mốc men Aspen. Aspen là con khá dễ kiếm, cứ thử vận may đi nha. Mình thiếu con nào chưa 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 awake để lấy cái chỉ số đẹp nhỉ? Con nào mình cũng có, không có con nào cũng có hết đó. Aspen cũng đập rồi, còn một con đích chính chơi cái tiệm copy nghe, mà không chơi theo kiểu xả hết là không có gì để chơi đâu. Người chị á, mình sẽ kiếm một cái queen nữa, maybe queen, còn đúng một con queen. À mình đập 25 lượt rồi này, đã đập được 25 lượt, tức là 25.500 đã chết này, xem nó bao nhiêu này, 25 lượt và 25 lượt thì mình đã được 163 điểm. Ok, ngon đấy. Tiếp tục chinh phục mốc sau. Ủa nhưng mà đến đây nó kêu không kéo thêm à? Cái hôm qua của tôi nó bị lùi ra phía sau rồi kìa. Chán thế nhỉ, giao diện nó bị a đuổi luôn này, anh em thấy không, bị làm sao ấy. Bớt thì về xa này. Sa Azul. Cái này mà có rã X2 thì bú luôn đấy chứ. Bố tội không có rã X2 thôi. Xe từ mà 470 này. Con hôm giang mình giữ copy lại nha. Saza Valentino Russell Asmodo. À Asmodo hay hay hay. Mình bị lỗi giao diện là mình thử qua cái nick bên này xem nào. Sau quay lại nhé. Bị làm sao ấy. Này rõ ràng giao diện của nó quà là như thế này mà. Cái mốc 300 mà. Nhưng mà nhận quà xong bị tụt cái mốc này lại. Hay nó ở bên trái nhỉ? Nó ở bên trái đúng không? Nếu mà chúng ta nhận nó ở bên trái đúng không? À.
ngáo 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 ngáo, mình đang ốm anh em ạ, sorry. Mình bắt đầu chuyển qua thì sai sai rồi, không thấy đang bị ốm. Con nhện lửa này. Suy nghĩ quá nhỉ, thử đập hai con này đi, mình đang thừa copy. Anh em ơi, con này với con lửa thì con nào chọn cho phe sang ngon hơn anh em? Thật, hỏi thật nghiêm túc, không biết. Con Flora này này và cái con lửa ấy thì con nào làm chọn tốt hơn? Con này đúng không? Nào mới được bốc 300 ta. Vẫn là về xa thôi. Thì con về xa chơi nào. Bốn con này. Nó tụt tại bên trái, mình không nhìn thấy anh em ạ. Bắt đầu bị sốt rồi. Được mỗi hai con B chả xuất hiện gì thêm, chán thật. Mốc 300 hơi căng. Tí mình rã hai con B làm mẫu cho anh em luôn. Rơi cảnh dòng. Một con nữa. Chính là con này. Vesa SSS đồ. Ok, như vậy là chúng ta được mốc bao nhiêu điểm rồi ta? 197 điểm mà 300 điểm mới ăn được. Ừ. Rất thốn. Tôi hết copy rồi. Cái này không lấy được. Đây là vàng bạc của tôi. Vulcan thì ok. Nút cần thì ok. Mày đi. Thường Sia. Sia cũng dễ kiếm mà. Thôi. Ô, quách vài con Sia cho vui vui cũng được. Và Asmodo nữa. Như vậy là quá hợp lý rồi. Mình sẽ rã thêm vài con B trừ nữa nha. Rã thêm khoảng 4 con nữa. Tức là mình rã 10 con rồi đấy. Rất là tốn, chơi game tốn kém thật. Làm một con luôn cần thôi, xin một con thôi. Cứ màu này là đẹp rồi. Ba con Asmodo. Ăn được mốc 300 điểm cũng sự sương mất khá nhiều đấy. À, cuối cùng có một tím. Ui, đùa tao à? Kiếm con trọ nào. D cộng luôn, hay. Ui, màu xanh, hay quá. Hay quá, bao nhiêu tắc? 3.800. Ok thôi, vẫn là một con ổn. Có điểm là được rồi. Con nào cũng chả như nhau anh em. Quan trọng là cục B đập ra gì chứ. Hay, lại một tím luôn. Để mình Peter check nha, bao nhiêu điểm rồi nha. 258 điểm. Wow. 258 điểm đấy. D liên tục là đẹp rồi. Lại D trừ hay quá nhỉ. Như vậy là mình đã xử đẹp được 9 con CR rồi.
chín cái copy này mà mình đập mấy con rác thì ngon hơn rồi đấy. Đấy là muốn đập cho vui, may là CR dễ kiếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiến lược Ask Model này, Ask Model lên thớt nha. Rồi bé Vulcan này cũng đi luôn đi. Bao nhiêu điểm rồi? Thêm một rương nữa. Được 4 rương, 4 rương vai xa. For sure luôn. Ok, rất có duyên với Vesa, rất có duyên với Vesa. B trừ. Ok. Hai con B, một con B trừ. Hai con B trừ rồi, hai con B trừ và hai con B. Không không quá tệ. Rồi, ok. 1 2 bao nhiêu điểm rồi ta? 298 điểm. Ok, 298 điểm nha. Làm phát cuối cùng đi. Làm phát cuối cùng đi em ơi. Ôn in phát cuối à? Phát cuối mình còn cái gì để rã không? Rã cái gì với ta? Rã một con Eloy vừa đẹp. Làm phát cuối cùng nổ S luôn, kết thúc clip. Nhắm mắt lại. Một tím luôn, hay quá. Như vậy là chúng ta đã ăn được mốc 300 rồi nha. Nãy mình hơi lú, mình kéo bên phải tìm, nhưng mà nó ở bên trái anh em ạ. Suy nghĩ nhiều rồi. Cũng nhiều, cũng mình cũng nhiều lõi rồi. Mình cũng nhiều lõi rồi, mà lõi thì chưa ăn bây giờ. Mình nghĩ là mình sẽ lấy dưa thôi, mình thiếu dưa quá. Lấy dưa đi anh em ạ. Thôi cái này để suy nghĩ sau, suy nghĩ sau. Lõi mình cũng thừa nhưng mà dưa thì hơi thiếu, kiểu lấy lõi nhiều quá mấy vần gần đây, lấy lõi nhiều quá. Đại lúc chúng ta lấy dưa, mình nghĩ vậy. Rồi ok, mốc 300 đã xong. Như vậy là nó sẽ hiện ở đây cái top của mình là 100 cộng với 308 điểm. Mình ăn được cục B trừ à? Hay cục B đây? Không hiểu lắm. Nó hiện ra anh nhá, mai rank 100 cộng này là B trừ này. 50 100 là B này. Mình chán được B trừ à? Đúng không em? Rồi sum melody, sau contract. Suy nghĩ đấy nhỉ. Thôi ăn dưa đi, nhiều 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 lõi ăn dưa đi, ăn dưa đi. Năm cục dưa, 5 quả dưa rồi. Ok thì clip đã dừng lại đây rồi, mình cứ nghĩ là cục B, hóa ra được B trừ thôi ạ, chưa thấy cục B đâu. Thì bye bye người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Rất là mệt. Nó cục B nó ở bên phía bên trái anh em ạ, chứ không phải của mình, cục B này. Đúng không? Cục B mà. Wonder of Immortal, ok. Wonder of Immortal mở khóa ở 20.000 điểm của top 10 idol. Ok. Như vậy là nếu như mà chúng ta đạt được 20.000 điểm thì sẽ vào được cái Wonder of Immortal. Ok fine. Thì điều kiện tối thiểu để vào đây là 20.000 điểm anh em ạ. Thật không? Trời ơi.
như vậy là chúng ta chỉ ở rank ở Britian thôi. À, cái này mình hiểu rồi. Mình đã hiểu cái này. Mình đã hiểu cái này. Giải thích đơn giản nhé. Nếu chúng ta muốn qua cái Wonder Immortal này thì cần người 10 người top 10 ấy, top 10 đứa đang dẫn đầu này. Có 10 đứa đang dẫn đầu như này nhá. Nếu như 10 này, thằng này tổng tổng điểm của 10 thằng đứng đầu này mà nó vượt qua con số 20.000 điểm cộng lại với nhau á, unlock ất 200.000 20.000 điểm cộng lại với nhau, 10 thằng mà cộng lại 20.000 điểm thì nó sẽ qua cái len bên này. Như vậy chúng ta ăn được cục B. À, hiểu vấn đề rồi. Trời ơi. Trời ơi, rất là ngu, tại sao mình lại ngu như vậy nhỉ? Ngu quá, đọc một hồi mới hiểu, tiếng Anh có khác. À, phải học tiếng Anh nhiều hơn. Thì như vậy hiện tại là tổng tổng số điểm hiện tại của 10 thằng đứng đầu á là 11.559. Nếu như mà nó đạt được cái mốc làm 20.000 điểm thì cả cái Android sẽ nhảy qua Wonder of Immortal luôn. À, bây giờ mới bắt đầu event thôi. Wow. Đã hiểu vấn đề. Rất nhiều event mình chơi muộn, mình không đọc, mình không biết. À, như vậy là chúng ta ăn được cục B rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời, chỉ với 200 điểm ăn được cục B. Thì với ba người, hẹn gặp mọi người vào những clip tiếp theo. Wow. Kiến thức mới đã được tiếp thu.